Huy Mộc Hương, Mộc Hương Shop xin chào các bác. Hôm nay thì tôi giới thiệu đến các bác cái chuỗi, hai cái chuỗi 7 ly và 8 ly nhé các bác nhé. 7 ly và 8 ly, cái hai cái loại này là tôi mới làm xong một lô. Nó khoảng mười mấy 20 sợi. Đó, 7 ly là nhiều hơn này. 8 ly thì ít hơn. Thì bây giờ tôi chọn cho một cặp cho anh khách, anh cũng khách quen thôi, anh đã đặt trước rồi. Gọi là chưa làm xong nhưng mà đã đặt trước từ cái lúc mà chọn gỗ rồi các bác. Đó. Thì ra là tôi chọn cho anh ấy hai cái sợi đẹp nhất đó, đây các bác nhé, rất là đen luôn, rất là đậm màu và rất là nặng gam. Đây các bác nhìn này, 18,6 gam hay 10, nói chung là hơn 18 gam đó, hơn 18 gam nhé các bác đó, rất là nặng luôn, nặng cái sợi này là nặng nhất trong cái nô này. Nói chung là cái bác khách này, bác đã đặt hàng nhiều của Mộc Hương Shop rồi nên là tôi ưu tiên tôi chọn đây để cái nô gọi là chọn xin lỗi các bác, tôi ưu tiên anh khách này vì anh ấy đã đặt hàng nhiều của Mộc Hương Shop rồi và cũng đã gọi là đặt tiền trước từ chưa có lúc ra hàng, nói chung là rất là tin tưởng, gần như là những cái bác như vậy thì sẽ được hàng gọi là đẹp nhất rồi, đẹp nhất nô rồi đúng không? Là tôi chọn cho anh ấy sợi nặng nhất 8 ly anh ấy đeo. Trước này anh cũng đã mua xưa rồi thì trầm rồi thì san hô rồi thì huyết long, nói chung là anh sưu tập nhiều lắm, cho nên là anh ấy vừa rồi tôi thấy anh ấy theo dõi thì tôi có xem được cái nô gỗ của tôi ra vòng 108 hạt thì anh có đặt trước, nói chung là đặt tiền luôn đó, thì xong thì chọn cho anh ấy hai sợi đẹp nhất 7 ly và 8 ly. 7 ly này cho nữ, cho vợ anh ấy đeo, tặng, quà tặng cho vợ anh ấy. Thơm trầm hương tự nhiên, thơm rất là dễ chịu nha các bác nhé, rất là chất lượng luôn. Hơn 10 gram, 2 gram, đó, sợi 7 ly. 7 ly này thì cho nữ hoặc nam tầm 60 cân đổ lại. Còn anh em nào mà tầm 60 cân đổ lên, 7-80 cân ấy, thì đeo 8 ly là vừa rồi nhá. 8 ly quấn tay 4 vòng là vừa nhá các bác. Đó, rất là chất lượng nhá. Đây cái nô vòng của tôi đây cho các bác xem. Đây như các bác cũng quả nhiều lắm, tha hồ cho các bác lựa chọn luôn. Thì vừa rồi tôi đã chọn cho anh em một sợi rồi, ở trong này vẫn còn nhiều nhá các bác nhá, vẫn còn nhiều, tha hồ các bác lựa chọn. Và những cái hàng này toàn là hàng đẹp hết, toàn là hàng tốc phá banh hết, hàng chất lượng, và cũng làm ra được một số cái mẫu vòng như này này các bác. Đây đây vòng loại này này, hàng chọn lựa hàng già nhiều dầu, làm ra những cái vòng đốt trục đeo tay như này đó, rất là đẹp nha các bác nha, thơm lắm, thơm sướng thật, thơm thích thật, thơm quá là ok luôn, quá chất lượng với cái lô hàng này đó. Các bác nhìn nhá, dầu này các bác nhìn, cái dầu là dầu đỏ nha các bác nha, quá đẹp, hàng rừng, phân khúc tầm 5 triệu đổ lại mà những cái hàng như này quá chất lượng rồi các bác ơi, quá chất lượng luôn, rất là nặng gam đúng không các bác, rất là nặng gam nhá. Hàng tốc phá banh như này là ăn dầu này các bác này. Nó ăn dầu này. Đây, nó ăn dầu này. Đây này. Thơm, chất lượng. Các bác đặt hàng toàn bộ là size 12 ly nhá các bác nhá. Bộ là size 12 ly hoặc hơn đấy. Đây size này phải size 13 ly, 14 ly, 12, 13 ly này. Đó, làm mẫu theo kiểu mẫu tự nhiên như này, có bo nhưng mà bo ít thôi, bo vừa phải thôi. Đó, các bác nhìn cái dầu của nó này, chất dầu đỏ nha các bác, rất sướng luôn, cực kỳ sướng, phê lắm. Wow, sợi này to nhất này, sợi này đẹp. Các bác nhìn cái vân dầu này. Đó, nó có những cái phần như này là phần tự nhiên của cây nhé, của gỗ nhé, mình không tránh được, mình để nguyên lại, nó mọc nó xù xì như này, nó đeo nó mới đặc biệt các bác, rất đẹp luôn. Nó được chục cái như này đó, để tôi sẽ đăng lên trên web sớm nhất có thể để các bác vào các bác xem nhé, hoặc là các bác đặt hàng thì các bác có thể nhắn qua Zalo nhé các bác nhá, nhắn qua Zalo cho Mộc Hương Shop Huy Mộc Hương 0987863250 hoặc 0985233952 nhé các bác. Zalo của tôi thì các bác có thể vào
các cái phần video của tôi có thể để mô tả bên dưới hoặc là để trên video luôn, các bác cứ xem một vài video nữa. Đó, hoặc các bác nào mà yêu thích chốt một sợi như này thì nhắn tôi để tôi lựa cho sợi đẹp nhất nha các bác. Rồi, cảm ơn các bác nhiều. Chuỗi 108 hạt nữa, 6 ni, 7 ni, 8 ni đều có đủ nha các bác. Cho nữ, cho nam đều đầy đủ hết, phục vụ các bác. Xin chào, hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và hy vọng các bác sẽ lựa chọn được những sản phẩm ưng ý nhất tại Mộc Hương Shop. Cảm ơn các bác.